ơi, con chịu nhỉ. Thôi không sao, không sợ. Đấy, mẹ sợ hả? À, thôi. Con sợ sai thôi, để mẹ cho ăn. Con xem đúng không? Con chỉ xem thôi. Trắng làng khói trắng đưa em về với biển xanh, lạnh lạnh sóng rồi em hòa vào câu chuyện như bức tranh, đèn đưa lối tay hòa nhịp không cần phanh, em lạc lối trong mù mê cứ vui mỗi đêm có những gã tội đồ. Phúc là gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi chưa nghe câu hỏi bao giờ. Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc là gì nhỉ? Tôi không biết. Tôi chưa nghe câu hỏi bao giờ. Hạnh phúc là cái gì? Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Bảo vệ cho em. Anh sẽ làm một chàng trai luôn mang vác tương lai cho em. Em sẽ là một cô gái luôn bình an giữa những bộn bề. Nếu vô tình đến thế sao người ơi, tình chúng ta còn đau thiết tha, anh ngâm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần ai. Hay là ta đang mơ mây thôi, hay là ta đang lo sợ thôi, tháng năm dài sẽ khiến em dần quên. Ta xa nhau lòng anh vẫn đau, anh đâu ngờ một ngày đắng cay, hay là do chúng ta chưa vì nhau.